Người trả lời cuối cùng sẽ là người nhận được chiếc bộ đáp play. Rồi. Tới công chuyện. Hôm nay nếu như bạn nào có sử dụng Twitter, hôm qua thì sẽ thấy Rip Inra có đăng một cái dòng trạng thái, đó chính là người trả lời cuối cùng sẽ là người nhận được chiếc bộ đáp play. Lúc đó thì mấy ông sẽ nghĩ, rồi tới công chuyện rồi, vô kèo rồi. Tôi cũng nghĩ vậy á. Đúng là những đứa trẻ khờ khạo. Nhưng mà sau khi áp dụng công thức toán học A cộng B tất cả mũ 3 bằng A mũ 3 cộng 3 bình B cộng 3 B bình cộng B bình 3 thì tôi nhận ra là khứa Rip Inra nó méo qua ghi ngày. Có nghĩa là sẽ méo qua cái ngày kết thúc cho cái sự kiện này đâu. Rip Inra có 563,8 nghìn follow. Và chúng ta ngồi canh trả lời để được làm người cuối cùng và nhận được cái chiếc bộ đắt lầy đó. Wow, dễ dữ vậy luôn hả? Nên thôi, tới đây mấy ông cũng hiểu rồi đó. Từ đó suy ra, từ bỏ đi mấy ba. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nói về cái chủ đề khác nó xịn sò hơn. Đó chính là kỹ năng của trái rồng sau khi thức tỉnh. Hoặc là sau khi được làm lại. Đây là video của một bạn fan Lockroot làm, cho nên là chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé. Thì đấy, mấy ông nghĩ sao về con rồng này? Ui ôi, nhìn thôi nổi da gà. Hy vọng này là do con rồng nó chưa tô màu, chứ không phải nó màu này. Nhìn bựa vậy chủ. Tạm bỏ qua đi, bây giờ chúng ta sẽ tới với kỹ năng thật sự luôn. Vâng, và chúng ta đến với chiêu đầu tiên, Kamehameha. Thì chiêu này nhìn nó khá là giống với chiêu ít của trái ánh sáng luôn, trừ cái việc là nó to hơn, với lại có lửa nữa. Và tiếp theo là, ủa, hết video hả? Ủa gì có con chiêu vậy ba? Nếu video của ông hết rồi thì hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Còn bây giờ thì nhớ like với lại đăng ký nhé.